Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây thêm 3 bị cáo liên quan đến vụ tấn công kinh hoàng ở nhà hát Crocus City Hall của Nga đã bị bắt giữ, được biết các bị cáo là cha và hai con trai. Mới đây, Tòa án Basmani của thành phố Moscow đã ban hành lệnh bắt thêm 3 bị cáo trong vụ tấn công kinh hoàng ở nhà hát Crocus City Hall. Các bị cáo này là Isroin, Aichon và Dilova Islomov, cha và hai con trai, sẽ bị bắt giam cho đến ngày 22 tháng 5. Theo điều tra, Dilova Ismailov sinh ra ở Dushanbe, Tajikistan, sau đó chuyển đến Nga, nhập quốc tịch và làm nghề lái xe taxi. Người này được Samsidin Fariduni, một trong những thủ phạm của vụ tấn công, chiêu mộ trước đó ngày 11 tháng 3 năm 2024. Bị cáo sở hữu chiếc ô tô Renault mà những kẻ tấn công đã sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Tuy nhiên, vào tháng 2, bị cáo này được cho là đã bán ô tô. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chiếc xe vẫn thuộc về Islomov, và không được cấp lại. Còn Ayinchon Islomov có liên quan đến nhóm tội phạm trước tháng 1 năm 2024. Tại tòa, bị cáo tuyên bố mình vô tội. Trong đơn gửi tòa án quận Basmani, các nhà điều tra cho biết sidin Fariduni, một trong những tay súng gây ra vụ tấn công nhà hát, được cho là đã chiêu mộ Ayinchon Islomov hồi tháng 1 để cùng tham gia hoạt động tấn công nguy hiểm. Theo các nhà điều tra, trước ngày 11 tháng 3, Samsidin Fariduni được cho là đại chiêu mộ thêm Dilova Islomov. Trước đó ngày 23 tháng 3, lực lượng an ninh ở tỉnh Prian đã bắt giữ bốn thủ phạm của vụ tấn công kinh hoàng. Họ là công dân của Tajikistan: Dalzor Mizoev, Saiddakrami, Racha Balizoda, Samsidin Fariduni và Muhammad Sobifayzop. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa những kẻ bị bắt này về Moscow. Cả bốn tên này đều bị buộc tội tấn công nguy hiểm trong một nhóm có tổ chức hình phạt của tội danh này có thể lên tới mức tù trung thân. Liên quan đến vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 khẳng định vụ tấn công kinh hoàng tại Moscow do những phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Ông nói, chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những người Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Tổng thống Putin nói thêm rằng, thông qua nhiều kênh khác nhau, Mỹ đã cố gắng thuyết phục rằng không có dấu vết nào cho thấy Ukraine có liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, theo ông Putin, đây là nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục hồi lợi ích của chính phủ Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, chúng tôi biết ai đã thực hiện vụ tấn công ở Krokus City Hall. Chúng tôi quan tâm đến việc ai là người ra lệnh thực hiện vụ tấn công. Bất chấp đau thương, xuất phát từ mong muốn trừng phạt những kẻ tấn công nguy hiểm, cuộc điều tra phải được tiến hành một cách khách quan, không thiên vị. Theo ông Putin, cần trả lời câu hỏi tại sao những phần tử nguy hiểm lại cố gắng di chuyển đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi họ ở đó. Ukraine cho đến nay vẫn phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công, đồng thời cáo buộc Moscow đang tìm cớ để gia tăng xung đột. Nhật báo Economic Times Ấn Độ ngày 24 tháng 3 đưa tin rằng Nga đã thông báo cho Ấn Độ sẽ chuyển giao hai hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S400 cuối cùng trước tháng 8 năm 2026. Việc điều chỉnh lịch trình này cho phép Nga ưu tiên đáp ứng các yêu cầu của lực lượng vũ trang nước này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ấn Độ có hợp đồng mua S-400, được coi là hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất trên thế giới. Thỏa thuận giữa Nga và Ấn Độ về hệ thống S-400 chính thức được ký kết vào tháng 10 năm 2018, bất chấp cảnh báo từ Mỹ rằng giao dịch như vậy có thể kích hoạt các biện pháp trừng phạt theo đạo luật CAASA chống đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt. Thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ trên đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ. Việc chuyển giao hệ thống S-400 cho Ấn Độ được bắt đầu vào tháng 12 năm 2021, theo lịch trình mà cả hai nước đã thống nhất. Lực lượng không quân Ấn Độ, IAF, đã nhận một số hệ thống và linh kiện liên quan của S-400 và việc triển khai những hệ thống đầu tiên được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Ấn Độ, đặc biệt là dọc theo biên giới nước này. Việc mua các hệ thống như S-400 của Nga là minh chứng cho cam kết của Ấn Độ trong việc tăng cường khả năng phòng không của mình. Những hệ thống đó không chỉ giúp tăng cường phòng thủ mà còn đóng vai trò là công cụ răn đe chiến lược, báo hiệu sự sẵn sàng của Ấn Độ trong việc bảo vệ không phận của mình và chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang diễn ra, Nga đã nhấn mạnh việc cần đảm bảo khả năng phòng thủ của họ, bao gồm cả việc triển khai S-400, vốn ngày càng trở nên quan trọng. Tính toán chiến lược này không chỉ phản ánh những yêu cầu chiến thuật trước mắt của xung đột, mà còn là sự thừa nhận những tác động địa chính trị rộng lớn hơn hệ thống S-400 nổi tiếng với khả năng nhắm mục tiêu vào một loạt các mối đe dọa trên không ở khoảng cách đáng kể, có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ tài sản của Nga và là công cụ răn đe mạnh mẽ. Tầm quan trọng của năng lực phòng không, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài chiến trường. Đối với Nga, S-400 và các hệ thống tương tự rất quan trọng trong việc khẳng định ưu thế trên không và cung cấp lá chắn chống lại các cuộc không kích hoặc nỗ lực trinh sát tiềm tàng của đối thủ. Điều này đặc biệt cần thiết khi Ukraine liên tục nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây bao gồm cả việc cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến và thông tin tình báo. Do đó, việc triển khai S-400 là một động thái chiến lược nhằm vô hiệu hóa những lợi thế này của Ukraine cũng như NATO và khẳng định quyền kiểm soát không phận. Tóm lại, sự hiện diện của S-400 giúp Nga duy trì thế trận phòng thủ vững chắc, đồng thời phản ánh một chiến lược rộng lớn hơn nhằm bảo vệ các tài sản và vị trí quan trọng, cũng như là một công cụ gây ảnh hưởng địa chính trị. Do đó, vai trò của S-400 trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine vượt xa những đóng góp về mặt chiến thuật thể hiện cách tiếp cận của Nga đối với xung đột và phòng thủ trong thế kỷ 21. Ngày 25 tháng 3, tin New Voice Ukraine dẫn nguồn từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở tại Washington cho biết quân đội Nga đang tiến đến ngoại ô Chasovia. Dựa trên các cảnh quay định vị địa lý, ISVK thông báo quân đội Nga chỉ còn cách ngoại ô Chasovia 1,5 km. Trên thực tế, thông tin này đã được một số kênh truyền thông Nga loan báo từ cuối tháng 2 tuy nhiên tới thời điểm hiện tại mới được bên thứ ba xác nhận. Trước đó, theo kênh Telegram quân sự Riba, lực lượng Nga đang tiến về hướng tiểu khu Canan ngoại ô Chasovya. Tại làng Podanovka, cách Chasovya 5 km về phía đông bắc, các đơn vị lính dù Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi trung tâm ngôi làng. Trong ngày 25 tháng 3, lực lượng Nga tiếp tục tấn công vào các vị trí của Ukraine ở Podanovka bằng pháo binh và máy bay không người lái việc giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Bodanovka sẽ mang lại lợi thế lớn cho Nga trong trận quyết chiến ở Chasovza. Trong tháng 2 vừa qua, ông Oleg Kalatnikov, người đứng đầu cơ quan báo chí của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine cho biết, Nga đã tập hợp 70.000 quân để tiến công theo hướng Bắc Mút với mục tiêu trọng điểm là Chasovza. Trong diễn biến có liên quan, kênh truyền hình Internet Espresso TV Ukraine ngày 25 tháng 3 dẫn nguồn từ kênh phân tích xung đột Deep State liên kết với lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận tình hình đang xấu đi ở phía đông Trang Gia. Kênh này dẫn đoạn video do Lữ đoàn 67, lực lượng vũ trang Ukraine công bố trong ngày 24 tháng 3 cho biết, các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp tục dọc theo tuyến đường sắt phía đông Trang Gia. Theo tờ Svodo Pressa của Nga, ngày 24 tháng 3, các bước tiến của Nga trên chiến trường nhìn chung đang đặt bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào một tình thế hỗn loạn, không biết nên rút lui ở khu vực nào trước. Svobonaza Pressa cho hay các tướng lính Ukraine buộc phải khẩn trương quyết định buông bỏ khu vực nào của mặt trận. Họ buộc phải hy sinh những khu vực không thể nhanh chóng tiếp ứng quân dự bị. Trong diễn biến khác vừa qua, Ukraine cho biết Nga triển khai đợt tấn công lớn bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở tỉnh Lviv thuộc miền Tây Ukraine. Lực lượng Nga phóng 57 tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc tấn công nhằm cả vào thủ đô Kiev. Kiev cho biết cuộc không kích diễn ra sau vụ oanh tạc trên không lớn nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong hơn 2 năm qua. Thống đốc tỉnh Lviv, Maxim Kuzitsky cho biết trên ứng dụng Telegram, có hai cuộc tấn công vào cùng một cơ sở hạ tầng quan trọng mà đối phương nhắm tới vào ban đêm. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công sử dụng tên lửa siêu thanh kiên gian, loại tên lửa khó bắn hạ hơn, nhưng ông không cho biết cơ sở bị tấn công cụ thể là gì. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hỏa hoạn xảy ra khi một cơ sở năng lượng quan trọng ở Lviv bị tấn công, khiến cơ sở này bị mất điện. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 18 trong số 29 tên lửa lao đến và 25 trong số 28 máy bay không người lái tấn công hầu như không có thông tin chi tiết về thiệt hại của phía Ukraine, nhưng việc nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng có thể cho thấy Nga đang gây áp lực lên hệ thống năng lượng của đối phương sau khi đợt tấn công của họ trước đó gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Tờ Business Insider đưa tin, quân đội Ukraine đã công bố một video cho thấy sự xuất hiện của xe an ninh bọc thép ASV M1117 do Mỹ viện trợ. Đoạn video trên do tiểu đoàn tấn công độc lập số 425 của Ukraine, hay còn gọi là tiểu đoàn Skala, đăng tải trên mạng xã hội TikTok hôm 16 tháng 3. Trong video, xe bọc thép M1117 di chuyển trên địa hình tương đối gồ ghề, còn quân lính Ukraine bám chặt vào một bên sườn xe. Business Insider phỏng đoán rằng những hình ảnh trên xuất hiện tại một khu huấn luyện của Ukraine, nhưng không thể xác định chính xác vị trí cũng như thời điểm video được thực hiện. M1117 hay còn được gọi là Guardian là xe bọc thép 4x4 do tập đoàn Textron Marine and Land System có trụ sở tại Mỹ sản xuất chủ yếu phục vụ trong lực lượng quân cảnh và vệ binh quốc gia Mỹ. Xe bọc thép M1117 được trang bị hệ thống áo giáp có thể mở rộng mô đun bên ngoài bằng vật liệu composite, giúp cung cấp khả năng bảo vệ kíp lái trước tên lửa đạn đạo, cũng như những mối đe dọa từ các loại vũ khí nhỏ hoặc mảnh văng đạn pháo. Một đặc tính khác là gầm xe thiết kế hình chữ V, giúp phương tiện này có thể an toàn trước các loại mìn có sức công phá tương đương 5,4 kg thuốc nổ TNT. Ngoài ra, xe bọc thép M1117 có tháp pháo dành cho một người sử dụng, súng phóng lựu tự động MK19 40mm gắn trên tháp pháo và súng máy cỡ nòng 50mm. Mỹ lần đầu cam kết viện trợ 250 chiếc M1117 cho Ukraine hồi tháng 11 năm 2022. Trước M1117 của Mỹ, Dingo 2, xe bọc thép của Đức cũng từng xuất hiện ở Ukraine. Cuối năm 2022, Bộ Quốc phòng Đức thông báo nước này sẽ cung cấp thêm cho Ukraine hai hệ thống tên lửa phóng loạt Max 2, 50 xe bọc thép Dingo và 4 pháo tự hành Panzerhaubitze nhằm giúp Ukraine chống lại lực lượng Nga. Xe bọc thép Dingo do công ty Đức KMWK Kep, Maffei thiết kế và sản xuất, được đưa vào phục vụ trong quân đội Đức năm 2004. Dingo được thiết kế với tính năng bảo vệ cao, khả năng cơ động vượt trội, kíp vận hành 8 người, bao gồm một lái xe và chỉ huy, cùng 6 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Dingo có trọng lượng 12,7 tấn, chiều dài 6,8 m chiều rộng 2,3 m và chiều cao 2,5 m Vỏ xe được bọc lớp giáp bằng thép, giúp bảo vệ kíp điều khiển trước hỏa lực pháo binh cũng như mảnh văng đạn pháo. Dingo 2 sử dụng động cơ diesel có công suất 215 mã lực. Nhờ đó, xe có thể di chuyển trên mọi địa hình với vận tốc tối đa đạt 90 km một giờ, tầm hoạt động 1.000 km. Ngoài ra, xe có thể leo dốc 60%, lội nước sâu 1 m và vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,5 m Dingo 2 được thiết kế với kích thước nhỏ, nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, có thể được chở bằng nhiều loại máy bay có sức nâng hạng trung và hạng nặng